thôi. Cứ nói thật rằng mình vào đây mình không còn là diễn viên đâu, như ở bên ngoài đâu. Mình nói thật, mình cứ thể hiện hết cảm xúc ăn năn hối lỗi để được nhận đón nhận một cái sự khoan hồng sớm được về. Như cháu nói là về để làm người tốt, đúng không? Bây giờ cháu muốn nói một câu gì nữa? Sao mà những con đường phạm tội làm những cái việc mà cả xã hội người ta lên án, người ta tung hê mình thì mình cứ tưởng mình là anh hùng. Thì bây giờ như thế này, nhắn đủ cho mày ha, có nhắn đủ cho mày, nhắn đủ đấy, bên mẹ cháu ở nhà cái người sức khỏe, cháu cũng mời phải cả dạng là sao, cả tốt, sớm trở về với mẹ, không nhắn, các chị ở nhà cũng phải lo cho quá.